chào cả nhà. Đã rất là lâu rồi Chloe mới quay trở lại với video những sản phẩm yêu thích trong tháng. Thì chủ đề video ngày hôm nay thì sẽ toàn về những sản phẩm từ Hàn Quốc thôi. Tại vì theo như mọi người cũng biết là gần đây Chloe đi Hàn Quốc hơi nhiều, cho nên là sau mỗi chuyến đi thì lại thu hoạch được khá đồ mà mình thích. Và sau một thời gian sử dụng thì Chloe càng cảm thấy là có một số sản phẩm thì nó nổi bật hơn những sản phẩm khác, và cũng rất là xứng đáng để được đem lên nói trong video. Nhưng mà Chloe cảm thấy là dạo gần đây Chloe không có chưa có review những sản phẩm này quá nhiều, cho nên là trong video này Chloe đã quyết định là sẽ chọn ra 7 sản phẩm từ Hàn Quốc mà Chloe dùng nhiều nhất gần đây. Và mình sẽ bắt đầu cùng với sản phẩm đầu tiên ha. Sản phẩm đầu tiên mà Chloe sẽ review ngày hôm nay là một cái che khuyết điểm đến từ Appeal. Đây là Moist Creamy Concealer của Appeal. Thật ra từ trước đến giờ thì Chloe chưa có sử dụng sản phẩm nào của hãng này hết. Bởi vì ở Hàn Quốc thì có rất nhiều nhãn hàng mỹ phẩm khác nhau. Và chỉ là Chloe trước giờ chưa có sản phẩm nào của Appeal mà Chloe được nghe đến là xuất sắc hay là đáng để thử, cho nên là Chloe vẫn chưa thử. Và một điều nữa là cái mức giá của sản phẩm Appeal thì nó cũng rất là rẻ, cho nên là Chloe cũng hơi ngần ngại bởi vì Chloe nghĩ là nó sẽ không thực sự tốt lắm. Đợt vừa rồi lúc mà Chloe qua Hàn Quốc đi Beauty Camp for Laneige thì Chloe có gặp được những bạn beauty blogger từ Hàn Quốc, và Chloe có hỏi là bây giờ Chloe muốn mua mỹ phẩm Hàn Quốc thì bạn hãy giới thiệu cho Chloe một số sản phẩm mà bạn cảm thấy là rất là tốt đi. Thì Chloe được giới thiệu cái concealer này của Appeal, và Chloe rất là bất ngờ bởi vì bạn đã nói cái này là dupe của concealer của NARS. Thì cái concealer của NARS Chloe đã dùng rồi và công nhận đó là một trong những concealer Chloe cảm thấy là tốt nhất và được nhiều người thích nhất. Cho nên là Chloe rất là tò mò, không biết là sản phẩm này nó tốt đến mức nào mà từ một thương hiệu mà trước giờ Chloe chưa có nghe nói là sản phẩm nó xuất sắc. Cho nên là Chloe đã mua thử. Và ấn tượng đầu tiên thì cái vỏ của cái concealer này nó hơi giống của NARS, nhưng mà cái này nó mập hơn và nó hình như nó lùn hơn của NARS chút xíu. NARS thì nó sẽ ốm và nó dài hơn. Về chất của cái sản phẩm này thì nó khá là đặc, nhưng mà nó không phải đặc như kiểu của NARS. Của NARS thì nó sẽ hơi đặc và nó khô khô, nhưng cái sản phẩm này theo như cái tên là Moist Creamy là nó vừa đặc nhưng mà nó dễ tán ra, bởi vì thường nghĩ là nó có dưỡng ẩm. Nó không quá lỏng như một số cái concealer khác, nhưng mà nó che phủ cũng được khá nhiều. Một điều mà Chloe thích ở sản phẩm này nữa chính là nó có độ chống nắng SPF 30 và PA 2+. Chloe rất là ít thấy kem che khuyết điểm mà có độ chống nắng, cho nên là những bạn nào mà rất hay quan tâm vấn đề chống nắng cho làn da thì chắc là sẽ thích cái che khuyết điểm này. Màu Chloe dùng là màu số 4 beige, và Chloe cảm thấy là cái màu này sẽ phù hợp cho những bạn nào mà hay dùng cushion màu số 21 của Hàn Quốc. Sản phẩm thứ hai mà Chloe dùng rất là nhiều trong tháng vừa qua chính là cái cushion này của Beauty Co. Đây là All Day Long Covers No Brightening CC Cushion. Tên có vẻ khá là dài. Có độ chống nắng là SPF 50+ và PA 3+. Có một điểm rất là thú vị về cushion này, đó chính là đây là một trong hai cushion duy nhất trong tất cả những cái cushion của Chloe có mà Chloe dùng màu số 23. Cái cushion còn lại chính là cái của Innisfree. Innisfree thì Chloe dùng long wear cushion. Thông thường ở những cushion khác thì Chloe dùng màu số 21. Thật ra màu 21 nó vẫn hơi sáng hơn phần da body Chloe. Nó hợp với da mặt nhưng mà da body thì nó hơi sáng. Cho nên là thật ra Chloe muốn dùng cái màu nào mà nó tiệp với da body nhiều hơn. Nhưng mà màu 23 của những hãng khác thì nó lại quá tối so với da Chloe. Màu 23 của Beauty Co và của Innisfree thì nó lại hợp hơn, không hiểu tại sao. Chưa bàn đến cái chất kem bên trong thì cái điều đầu tiên Chloe thích của cái cushion này chính là cái miếng bông để đánh cushion. Cái miếng bông này thì nó có thể gọi là một trong những miếng bông mà Chloe thích nhất của những cái cushion mà Chloe có, thích hơn cả của Innisfree và Laneige. Tại vì hai cái miếng bông kia thì nó hơi cứng và nó mỏng hơn. Cái này thì nó kiểu như là nó có độ đàn hồi hơn và nó mềm hơn. Cho nên là khi mà tán cushion trên da thì nó dễ tán hơn và nó cảm giác dễ chịu hơn. Hôm nay lớp nền trên mặt Chloe cũng là cái Beauty Co Cushion này, cộng với concealer của Appeal và một lớp phấn phủ của Innisfree. Thì Chloe cảm thấy là thật ra cái cushion này bạn không nhất thiết phải phủ phấn, nhưng mà với cái thời tiết ở Sài Gòn này thì những bạn da dầu và da hỗn hợp dầu như Chloe thì phải phủ. Chứ không thôi là nó cảm giác rất là khó chịu trong ngày. Chloe cũng rất là thích cái độ che phủ bởi vì so với cushion thì nó ở mức che phủ cao. Còn nếu bạn so cái này với một cái foundation thì chắc chắn là chỉ ở mức trung bình thôi. Nhưng mà trong các loại cushion thì đây là một trong những cái cushion có độ che phủ cao nhất. Cho nên là vào những ngày mà Chloe cảm thấy là da mình cần có thêm độ che phủ mà vẫn không muốn dùng foundation thì Chloe dùng cái Beauty Co Cushion này. Nói đến Hàn Quốc thì không thể nào mà không nói đến mặt nạ giấy.
đây giống như là một trong những cái đặc sản của mỹ phẩm Hàn Quốc vậy. Đợt vừa rồi thì Chloe có mua 3 loại, 2 loại của Innisfree và 1 loại là của Dr. Chart. Đầu tiên thì Chloe có mua cái Second Skin Mask của Innisfree. Nhưng mà Chloe chỉ mua có vài cái thôi, nhưng mà thật sự là cũng chưa dùng. Tại mấy ngày nay Chloe đang bận dùng cái đống này trước. Chloe thấy cái It's Real Squeeze Mask It's Real Squeeze Mask thì nó hoàn toàn phù hợp cho cái mục đích là một mặt nạ đơn giản, dễ dùng, không có bị quá nặng đô để dùng hàng ngày. Chloe mua tổng cộng là 4 mùi, 4 mặt nạ khác nhau. Một cái là mật ong Manuka Honey thì sẽ thích hợp cho những bạn nào mà da khô. Chloe mua cái này để những hôm nào mà da mình cảm giác là bị khô quá hoặc là cảm giác thiếu sức sống một chút thì Chloe sẽ dùng cái mặt nạ mật ong này. Tiếp theo là mặt nạ chiết xuất từ gạo. Chloe cảm thấy là một trong những cái thành phần mà mỹ phẩm mà người châu Á rất thích đó chính là gạo. Bởi vì gạo thì nó có tác dụng làm sáng da và làm da cảm giác trong trẻo hơn. Tiếp theo là green tea, trà xanh. Trà xanh cũng là một cái đặc trưng của mỹ phẩm Hàn và Nhật nữa đúng không ta? Và trà xanh thì nó sẽ giúp da mình cảm giác là thanh khiết hơn, fresh hơn và cũng dưỡng ẩm, cung cấp dưỡng ẩm. Và cuối cùng thì Chloe cũng mua mùi hoa hồng. Mọi người cũng biết là cái mùi mà Chloe thích nhất trong mỹ phẩm đó chính là mùi hoa hồng. Và Chloe thích tất cả những sản phẩm nào mà chiết xuất từ hoa hồng, cho nên là nhìn cái mặt nạ này thôi là đã muốn mua rồi. Mặt nạ hoa hồng này sẽ giúp da cảm giác là mượt mà hơn, mềm mịn hơn và cảm giác tươi sáng hơn đó. Nhưng mà cơ bản cái mặt nạ này nó rất là vừa vặn với mặt Chloe. Nó không bị quá dày và sau 20 phút thì nó cũng không bị quá khô. Nó không bị khô chứ mà là không bị quá khô. Cho nên Chloe cảm giác là đây là một mặt nạ rất là chất lượng so với cái giá tiền của nó, chỉ khoảng là 20.000 thôi. Và thật ra Chloe thấy là cái này cũng đã tốt lắm rồi, không đến mức mà mình phải mua cái Second Skin Mask với giá là cũng gần 100.000 một cái Second Skin Mask. Mua được hơn 4 cái mặt nạ này thì Chloe thấy Chloe sẽ chọn cái này hơn. Còn về mặt nạ của Dr. Chart thì Chloe cũng mua 2 loại. Thật ra là Chloe mua mỗi loại mấy hộp luôn tại vì nó đang sale. Đây là Ultra Fine Microfiber Sheet Mask, loại Clearing Solution là cho da bị mụn, và loại Brightening Solution để làm sáng da. Chloe đã nghe rất nhiều review tốt về cái mặt nạ Clearing Solution này của Dr. Chart. Và thật ra từ đó đến giờ thì Chloe cũng chưa thấy cái mặt nạ nào kiểu như là xuất sắc để dùng cho da mỗi khi mà da mình có mụn. Về bản thân cái mặt nạ bên trong thì nó rất là mềm, và bản thân cái tinh chất ở bên trong nó cũng không phải là dạng trong suốt như hầu hết các loại mặt nạ, mà nó là tinh chất khá là đặc và nó màu trắng. Sau khi để trên da khoảng 20 phút thì Chloe cảm thấy là cái mặt nạ vẫn còn rất là ẩm. Và điều đó là một điều tốt, bởi vì nếu cái mặt nạ nào mà bạn để trên da khoảng 20 phút mà nó bị khô thì có nghĩa là nó không được chất lượng, và khi mà mặt nạ nó khô thì nó còn làm da mình bị khô ngược lại nữa. Cho nên là đây là một mặt nạ chất lượng và rất là xứng đáng với đồng tiền. Sản phẩm tiếp theo thì là một mascara. Đây là một sản phẩm của hãng Transplanc Petite Encre Mascara Waterproof Extreme Volume. Đây là một sản phẩm mà Chloe được tặng. Và thật ra từ trước đến giờ thì mỗi khi mà nhắc đến mascara thì mọi người cũng biết là Chloe rất là khó tính. Chloe chỉ toàn là dùng Dolly Winkle Chloe thôi, nên là bất kỳ một sản phẩm mascara nào Chloe dùng, Chloe cũng sẽ đều so sánh với Dolly Winkle cả. Cái nhãn hiệu này nó vẫn còn rất là mới và lạ đối với Chloe, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của Chloe về cái sản phẩm này chính là vì cái vỏ hộp của nó rất là xinh. Không biết mọi người có biết không, nhưng mà Chloe có cả một cái thùng để vỏ mỹ phẩm xinh xinh ở trong phòng Chloe, đến nỗi mà lâu lâu mẹ vào phòng thì lại bắt bỏ cái thùng đó đi, tại vì toàn là vỏ hộp không à. Nhưng mà cái vỏ hộp xinh như thế này thì không thể nào mình nỡ bỏ đi được hết. Về mascara thì Chloe cảm thấy là mỗi người dùng sẽ có những cảm nhận khác nhau. Bởi vì không phải mascara nào thì cũng hợp cho lông mi của tất cả mọi người. Nghe có vẻ là hơi lạ nhưng mà Chloe đã rút ra được cái điều này sau khi Chloe dùng qua rất nhiều loại mascara. Ví dụ như hai loại mascara của Benefit mà mọi người rất thích, đó chính là Daryl và Roller Lash, thì cả hai loại này Chloe đều không thích. Bởi vì cái loại Daryl thì nó không đủ dày và không đủ dài với Chloe, nhưng mọi người dùng ai cũng thích hết. Còn cái Daryl thì Chloe cảm thấy là nó bị vón cục nhiều quá. Cho nên là mascara cũng là một cái gì đó nó rất là personal, nó rất là cá nhân. Không phải là ai cũng sẽ hợp với cái loại mascara đó. Cho nên trước giờ Chloe toàn dùng Dolly Winkle là như vậy. Nhưng mà cái loại này thì nó rất là giống Dolly Winkle ở chỗ là nó sẽ giữ được cái độ cong của lông mi Chloe trong suốt một ngày. Về độ dày và dài của sản phẩm này so với Dolly Winkle
thì nó ít dày hơn Lolly Wing nhưng mà về độ dài thì nó hơn. Tuy nhiên nếu bạn là người giống Chloe muốn lông mi của mình nó có thể dày nhất có thể và thích chồng nhiều lớp mascara lên với nhau thì Chloe khuyên là với cái mascara này bạn nên chồng thật là nhanh, ý là cứ chuốt hoài chứ đừng có chờ cho mascara nó khô rồi mới chuốt lớp tiếp theo. Bởi vì mặc dù Chloe không đọc được chữ tiếng Hàn trên cái vỏ hộp này nhưng mà sau khi dùng á, khi mà Chloe tẩy trang á thì Chloe thấy là cái này là cái dạng mà nó là những cái sợi tơ nhỏ nó sẽ dính vào mi mình chứ nó không phải là dạng sao ta, không phải là dạng mực như những mascara thông thường khác. Cho nên là một khi mà mascara nó đã khô trên mi rồi thì khi mà bạn chuốt á, nó cũng không có lên được nhiều nữa. Cho nên với cái ưu điểm là nó dài hơn cái Lolly Wing thì đây là cái mascara mà Chloe thích dùng dạo này cho những lúc mà Chloe gắn mi giả như ngày hôm nay để cho cái lông mi của Chloe nó, lông mi thật nó dài bằng với cái lông mi giả thì nó sẽ tự nhiên hơn. Thì đó, đây là một lựa chọn khá là hay cho những bạn nào mà không thích lông mi bị vón cục, cũng không cần lông mi quá dày, dài và dày vừa phải. Sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm mà Chloe mới dùng cho vòng 2 tuần gần đây thôi, chưa đến 1 tháng nhưng mà Chloe đã rất là thích rồi. Đây chính là cái Eye Sleeping Mask, một cái mặt nạ ngủ dành cho mắt của Laneige. Cái sản phẩm này thì vừa mới ra ở Hàn Quốc thôi cho nên là chắc vẫn chưa về đến Việt Nam đâu. Bởi vì gần đây Chloe cũng mới biết là lý do vì sao mà các hãng ở Việt Nam luôn luôn ra sản phẩm chậm hơn ở nước ngoài. Chính là cái công đoạn mà xin giấy phép để đem sản phẩm về Việt Nam nó rất là phức tạp, nó rất là lâu lắc. Kể cả những hãng lớn thì một khi mà xin giấy phép thì họ cũng mất mấy tháng mới được cấp phép để bán Việt Nam được. Cho nên là chúng mình hơi bị thiệt thòi hơn so với các nước khác. Nhưng mà khi nào mà cái sản phẩm này có bán Việt Nam thì mọi người nên xem thử nha. Tại vì Chloe rất là thích. Cái điểm đặc biệt mà làm Chloe thích cái này đến vậy á, là bởi vì cái mà chúng mình dùng để apply sản phẩm á, ở đây nó là cái đầu bằng sứ. Cái viên tròn tròn bằng sứ này khi mà mình apply lên á thì mình có thể vừa massage và vừa apply được. Cho nên là với những bạn nào mà sáng ngủ dậy mắt bị sưng thì mình có thể dùng cái này để mình lăn như thế này, nó vừa làm giảm cái độ sưng của mắt, nó vừa mát mà nó vừa cảm giác nó sảng khoái, nó mát mẻ. Đồng thời thì nó cũng dưỡng ẩm cho mắt, làm cho vùng mắt này nó mướt hơn. Khi mà trang điểm thì nó cũng mượt mà hơn. Đó, cho nên là mặc dù bình thường thì Chloe hơi lười dùng kem dưỡng mắt. Mặc dù Chloe cũng có khá nhiều loại nhưng mà Chloe vẫn còn lười dùng kem dưỡng mắt lắm. Tại vì Chloe không thấy là nó có tác dụng gì quá nhiều. Nhưng mà từ khi Chloe được tặng cái này thì tối nào Chloe cũng dùng hết. Tại vì cái cảm giác mà lúc mà mình lăn ở đây, xong rồi lăn lên đây, xong rồi nó làm Chloe kiểu như là cảm thấy buồn ngủ ngay lập tức luôn. Tại vì nó rất là thoải mái, rất là thư giãn. Và một điểm cộng của cái mặt nạ ngủ này nữa là nó, như mọi người cũng thấy là nó rất là trong suốt. Nó không có quá đặc, cho nên là lúc mà mình apply dưới mắt thì nó cũng thấm rất là nhanh. Nó không có gây khó chịu mà nó thấm rất là nhanh. Tiếp theo sẽ không phải là một sản phẩm trang điểm hay là dưỡng da mặt mà là một sản phẩm dưỡng da tay. Đây chính là Berry Mix Hand Cream của hãng Merplis. Đây là một hãng rất là lạ và Chloe cũng vừa mới biết trong đợt đi Hàn Quốc cùng với Caris. Caris là một cái platform để kết nối các influencer, các beauty influencer từ các nước khác nhau lại cùng với nhau. Và ngoài ra thì Caris cũng hơi giống một cái trang bán mỹ phẩm nho nhỏ, như là một cái phiên bản Sephora nhỏ của Hàn Quốc vậy. Là Caris sẽ bán những cái sản phẩm chọn lọc từ những nhãn hàng khác nhau. Và trong chuyến đi với Caris vừa rồi thì Chloe được tặng rất là nhiều mỹ phẩm. Trong cái vlog Hàn Quốc thì mọi người sẽ thấy cái cảnh mà Chloe dàn hết sản phẩm ra trên giường. Nhưng mà Chloe biết là bây giờ Chloe cũng chưa làm vlog xong, nhưng mà sắp có rồi, trong tháng này sẽ có nha. Thì đây chính là một trong những sản phẩm mà Chloe thích nhất trong cái đợt mà Chloe được tặng sản phẩm đó. Cái kem dưỡng da tay này của Merplis thuộc dòng Wedding Dress Series. Và đây là cái tuyết màu trắng, cái tên là Diamond Ring. Dành cho da tay cần không quá nhiều dưỡng ẩm. Chloe nhớ là cái dòng này có 3 màu, một màu trắng, một màu hồng và một màu da. Tuy đây không phải là cái mùi mà Chloe thích nhất trong 3 mùi, bởi vì cái mùi này thì nó hơi ngọt quá. Có một mùi thì nó nghe mùi giống bubble gum, mùi kẹo cao su. Và có một mùi thì nó mùi hoa hồng. Thì những Chloe nhớ là như vậy. Nhưng mà đây là cái tuyết mà có cái chất kem nó phù hợp với nhu cầu Chloe nhiều nhất, là không cần quá nhiều dưỡng ẩm.
Tại vì khi mà dùng trong ngày thì Khởi không muốn là da tay của mình nó dính dính, tại vì nó sẽ rất khó, tại vì mình phải cầm đồ này kia. Nếu mà nó quá nhiều dưỡng ẩm thì nó không tiện. Đây là cái dưỡng da tay đầu tiên mà Khởi thấy là nó có cái chất kem lạ như vậy. Thật sự Khởi không biết diễn tả như thế nào luôn, nhưng mà lúc mà mình vừa mới xịt nó ra thì nó hơi... nó không quá đặc, nó lại lì lì chứ nó không phải là kiểu dạng kem như bình thường. Và khi mà mình xoa ra thì gần như là ngay lập tức nó sẽ chuyển thành nó hơi nước nước và nó sẽ khô, nó sẽ rất là ráo. Khi mà mình xoa ra thì bắt đầu sẽ thấy những cái hạt nước li ti như thế này, và nó mềm một cách rất là khó diễn tả. Nói chung đây là một sản phẩm hơi bị khó diễn tả. Không biết nói sao. Khởi nghĩ là phải dùng, phải trải nghiệm nó thì mọi người mới có thể hiểu được cái ý của nó như thế nào. Nhưng mà nói chung là đây là một sản phẩm dưỡng da tay mà Khởi rất thích vì nó không có dính, nó rất là khô ráo, phù hợp dùng cho ban ngày. Và sản phẩm cuối cùng mà Khởi muốn nhắc đến trong video này không phải là một sản phẩm làm đẹp, mà đó chính là những cái kính từ Gentlemanster. Khởi rất là hay đeo cái kính đen từ Gentlemanster, chắc mọi người cũng có để ý. Và đợt đi Hàn Quốc vừa rồi thì Khởi mua thêm 3 cái nữa lận. Trong đó có 2 cái này là Khởi đang rất là thích, bởi vì nó đang theo cái trào lưu, mặc dù là cái trào lưu này nó đã cả tháng nay hơn rồi mà bây giờ Khởi mới mua kính. Nhưng mà không sao, đó chính là những cái kính có trồng khá là trong và nó chỉ là có một chút màu thôi. Thì Khởi mua 2 màu, một màu xanh và tất nhiên là cũng có màu hồng. Những cái kính như thế này thì nó hoàn toàn chỉ là kính mát thôi, nó không che nắng được chút nào cả. Nhưng mà đôi khi Khởi đeo kính cũng không phải là vì trời nắng quá, nhưng mà bởi vì mình muốn nó đẹp, mình muốn nó thêm phong cách. Thì những cái kính màu như thế này Khởi thấy đang rất là xinh và có rất là nhiều kiểu, nhiều màu. Như Khởi chọn màu hồng và màu xanh là bởi vì đầu tiên màu hồng, Khởi thích màu hồng. Và Khởi muốn có cái cảm giác là mình có thể nhìn cuộc sống nó hồng hơn, nó xinh đẹp, tươi đẹp hơn. Cho nên Khởi mua cái kính này. Và đây cũng là cái lần đầu tiên mà Khởi mua cái gọng kính kiểu như thế này á. Những bạn nào mặt tròn như Khởi chắc là cũng hiểu cái cảm giác mà mua kính nó khó hơn. Và như Khởi là Khởi không bao giờ dám đặt mua kính online hết, tại vì Khởi phải thử phô để xem nó có hợp mặt mình không. Thì ví dụ cái kính này là mẫu Rainy Ring của Gentlemanster, Khởi thấy là hợp. Còn cái kính còn lại tên là In Scarlet. Thì mẫu này cũng có nhiều màu luôn, giống như mẫu này cũng có những màu như là màu vàng, gì nữa Khởi quên rồi, nhưng mà Khởi mua màu hồng. Thì cái kính này nó có nhiều màu hơn nữa, như Khởi mua gọng trong suốt màu trắng và trồng kính màu xanh dương. Thì cái kính này nó có làm mắt mình nó dịu hơn mỗi khi mà ra trời nắng. Thì những bạn nào mà có mặt giống mặt Khởi, nó cũng hơi tròn, thì Khởi nghĩ là có thể yên tâm mua 2 mẫu kính này đó. Nói chung là Khởi đang rất là thích 2 cái kính này, tại vì nó khác với những cái kính mà Khởi có ở nhà. Khởi chưa giờ có những cái kính mà cái trồng gọi là tinted như thế này hết, rất là dễ thương, đáng yêu. Và đặc biệt là ở cái kính Rainy Ring này á, thì cái chỗ mà nó tựa mũi, Khởi không biết gọi là gì, nhưng ý là cái kiểu này á thì nó sẽ ít làm trôi cái lớp nền, cái lớp foundation của mình ở dưới hơn là so với những cái kính gọng nhựa mà nó như thế này. Bởi vì như thế này thì mỗi khi mà Khởi đeo thì nguyên một phần này hai bên nó sẽ bị trôi lớp nền khá là nhiều. Nhưng mà với ở cái gọng này á, ở cái kiểu tựa mũi này, kiểu tựa mũi Khởi tự chế ra từ đó, thì nó sẽ bớt trôi foundation đi hơn. Cho nên là Khởi rất là yêu cái kính này. Thật ra là từ đầu video Khởi đã muốn đeo kính như thế này rồi, trong suốt video luôn, mà Khởi không dám. Bây giờ cuối video rồi thì Khởi đeo luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem đến hết video này. Nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi gì nữa về những sản phẩm mà Khởi vừa mới review thì mọi người có thể để câu hỏi ở bên dưới và Khởi sẽ trả lời mọi người nha. Nếu thích video này thì đừng quên like video cho Khởi vui, và nhớ subscribe channel của Khởi nếu bạn vẫn chưa subscribe nha. Khởi sẽ gặp mọi người video lần sau. See you guys. Dạo này Khởi Chloe. Đây là Ultra Fine. Đây là